Xin chào mọi người, mình là Thuận. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel Bỉm Sữa của mình. Tuần vừa rồi thì Peanut đã có một chuyến đi du lịch đầu tiên cùng với gia đình. Đây là lần đầu tiên cho Peanut đi máy bay và đi chơi xa, cho nên mình khá là lo lắng và hồi hộp. Nhưng mà rất là vui vì con đã rất là ngoan và hợp tác suốt chuyến đi này. Thì video này mình sẽ cho mọi người xem là mình đã mang theo những gì cho Peanut khi đi du lịch nha. Lúc này thì Peanut đang được hơn 6 tháng rồi đó mọi người. À, mà đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người xem một vòng room tour chỗ ở của gia đình mình tại Vinpearl Resort Phú Quốc nha. Gia đình mình đi đông người nên là đã thuê một căn villa lớn có 3 phòng ngủ. Thì đầu tiên đi vào ở bên phía tay phải sẽ có một cái toilet. Đó, mọi người xem rất là sạch và đẹp ha. Tiếp tục đi vào trong nha. Đây là chiếc xe đẩy của Peanut, mình đã gấp gọn lại. Đây là quyển sách vải mà Peanut đã xem ở trên máy bay nè mọi người. Tiếp tục đi vào bên trong thì phía bên tay trái sẽ có hai phòng ngủ. Phòng số 1 là của ông bà ngoại Peanut và phòng số 2 là của ông bà nội Peanut. À, phía bên tay phải thì có một cái tủ. Mình đoán là cái tủ này để đựng giày dép các thứ. Rồi, tiếp tục đi vào trong nha. Căn này thì khá là rộng luôn đó mọi người. Phía bên này mọi người nhìn nè, đây là cái gian bếp. Thì ngày trước á, mình nghe nói là ở đây cho nấu ăn, nhưng mà sau đó thì vì nhiều du khách đã sử dụng quá tải cho nên là họ không có cho nấu ăn nữa. Tuy nhiên thì vẫn có đầy đủ là tủ lạnh. Tủ này là mình đã dành để trữ sữa cho Peanut nè. Đèn rất là đẹp ha. Bộ bàn ghế ăn này là để mọi người buổi tối sẽ cùng nhau ăn uống và nói chuyện nè. Căn này thì có tông màu kem ấm, mình rất là thích cái tông này. Đó, mọi người thấy đèn đẹp không? Rồi, đi thẳng vào trong thì tới phòng khách. Wow, phòng khách rộng ghê. Có một bộ sofa và một cái tivi rất là to. Cái chùm đèn ở phòng khách này cũng rất là đẹp nè mọi người. Ở đây có một cái cửa lớn đi thẳng ra hồ bơi riêng. Đẹp quá mọi người ha. Lúc nãy trời vừa mới mưa xong cho nên sàn bị ướt hết rồi nè. Rồi đến phòng số 3, đó là phòng của vợ chồng mình và Peanut. Thì trước khi đi, chồng mình đã có nói với resort để hỏi về củi
thì ở đây họ có củi cho peanut luôn, nên họ đã để sẵn vào phòng cho mình luôn nè mọi người. Thì bình thường ở nhà thì peanut ngủ củi quen rồi, cho nên là ở đây có sẵn củi thì rất là tiện luôn. Phòng này là phòng như hình như là rộng nhất trong 3 phòng đó mọi người. Đây cô nàng sau một chuyến bay và một chuyến đi dài mấy chục cây số thì bây giờ đang nằm ngủ một giấc ngon lành luôn. Ở đây cũng có một cái tivi rất là to. Nội thất thì rất là sang trọng ha. Phía bên này là toilet nè mọi người, cũng rất là rộng luôn. Thì ở đây có một cái bồn tắm, mình sẽ cho peanut bơi ở trong này, cái peanut sẽ thích lắm nè. Rồi đó là một phòng room tour rồi. Tiếp theo tới phần mình mang theo gì cho peanut khi đi du lịch nha. Hello mọi người, bây giờ thì mình sẽ bác đồ cho peanut ra, mình sẽ quay cho mọi người xem là mình mang theo gì cho peanut nha. Thì mình chuẩn bị cho peanut một túi xách tay lên máy bay và một cái vali. Đây là cái túi mà mình xách tay lên máy bay. Thì trong này sẽ đựng tất cả những thứ cần thiết của con ở trên máy bay. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Ok, thì cái đầu tiên đó là bình sữa Dr. Brown. Thì bình này là peanut đã bú hết trên máy bay rồi. Là bú sữa mẹ mình hút sẵn ở nhà. Thì khi mà đi ra ngoài mọi người sẽ cần bỏ vào cái túi này. Đây là cái túi đá khô. Lúc mà mình mua cái bộ, lúc mình mua bộ máy hút sữa thì đã có cái túi đá khô rồi. Đây là cái đá khô. Đá khô này thì có thể giữ được tới 6 tiếng. Mọi người chỉ cần hút sữa ra bình, bỏ vào đây, thế là xong. Thì khi lên máy bay thì vì đây là sữa của em bé cho nên vẫn được mang theo nha mọi người. Đó, thì mình bỏ cái này cho thêm đất. Tiếp theo đó là miếng lót chống thấm dùng để thay tã cho con. Thì mình có thể trải ra và thay tã cho con rất là dễ dàng. Sau đó là miếng lót để thay tã. Thì mình mang hai miếng như thế này để kê dưới mông của con khi mà thay tã cho con. Tiếp theo là đồ chơi của peanut. Đây là món đồ chơi mà peanut khá là thích. Thì mình mang phòng hồi lên máy bay, khi mà con có khóc, quấy khóc thì con sẽ chơi. Nhưng mà trộn ví là hôm nay khi mà máy bay bắt đầu cất cánh thì peanut đã ngủ một giấc rất là ngon lành cho đến khi máy bay hạ cánh luôn. Tiếp theo đó là kem chống nắng cho bé Baby Garnic. Đây là kem chống nắng cho bé, sẽ dùng được cho bé từ 6 tháng trở lên. Thì trước khi lên máy bay mình đã bôi cho bé nết một lớp kem chống nắng rồi. Cái sản phẩm này thì mình rất là thích. Đây là bình xịt diệt khuẩn. Bình xịt này có xuất xứ từ Nhật. Lúc mà mình đến cửa hàng bán đồ cho trẻ em thì các bạn có giới thiệu cho mình. Cái này là mình sẽ xịt xung quanh con, có thể xịt lên đồ của con để phòng tránh những cái vi khuẩn có thể xâm hại đến con. Hay thì mình sẽ xịt cho peanut khi mà peanut đi ra ngoài, lên máy bay, xuống máy bay, ra sân bay.
thì mình có thể xịt lên trên quần áo của con mà không có bị sao cả. Đây, thì mình sẽ để link của cái shop này ở dưới description box cho mọi người xem nha. Sau đó là khăn giấy ướt, mình mang luôn một hộp như thế này. Tiếp theo là khăn sữa. Là khăn sữa thì mình mang khoảng chục cái cho con, bởi vì khăn sữa thì cần dùng rất là nhiều. Đây, rồi đến yếm ăn dặm, tại vì con ăn dặm á, mình mang theo yếm cho con. Rồi tã, chắc chắn là thứ không thể thiếu rồi, bởi vì con có thể thay tã trên máy bay, xuống sân bay, phòng chờ, lúc chờ check in nhận phòng khách sạn thì cũng phải thay tã nữa. Mình cứ mang 5-7 cái cho con. Rồi quần áo của con, vài bộ quần áo để con mặc rất là đáng yêu. Đầm các thứ. Đây, mọi người thấy đồ đi biển của Binap chưa? Đây, rất là xinh. Đầm, tiếp tục là đầm. Đây là cái mũ tai thỏ, rất là dễ thương, để cho Binap chụp hình sống ảo. Tiếp theo là một quyển truyện của con, đây là truyện Ehon mà Binap rất là thích. Ai ở sau lưng bạn thế, Binap rất là thích đọc truyện này luôn. Thì mình mang phòng hờ khi trên máy bay, nếu mà con thức thì sẽ đọc cho con, nhưng mà trộm ví là con ngủ suốt chuyến bay luôn nên là không có dùng tới. Nhưng mà không sao, mấy ngày nữa mình vẫn dùng để đọc cho con được. Và các bạn của Binap đây, để Binap chơi đồ chơi của con. Và lúc mà đi tắm thì bỏ vào bể bơi nó sẽ nổi lên. Những đôi tất chân của con. Xong rồi, cái giỏ này chỉ vậy thôi. À, còn một cái quan trọng nữa mà không thể thiếu khi lên máy bay, đến đến te, đó chính là ti giả. Thì khi mà con lên máy bay á, lúc máy bay có cánh và lúc mà hạ cánh thì bạn sẽ cho con ngậm ti giả để con không bị ù tai. Ti giả rất là tiện luôn, lúc lên máy bay có cánh thì Binap ngậm ti giả và Binap ngủ một giấc non nê cho đến khi máy bay hạ cánh luôn. Thì mình mang trong này hẳn mấy cái, để nếu mà có rớt thì sẽ có cái khác. Cái này là cái đồ kẹp ti giả vào áo để cho nó không bị rớt này mọi người, rất là dễ thương, mình rất là thích cái này. Rồi, vậy là cái túi này đã xong. Rồi, tiếp theo là đến kiện hành lý thứ hai, đó chính là vali của Binap. Thì trong này có thêm một cái bình sữa nữa, mình mang tổng cộng là 2 bình, có thể dùng xong thì rửa lại các bạn. À, đây là người bạn thân thiết của Binap, không thể thiếu mỗi khi đi ngủ. Mình mang cho con để con cảm thấy quen thuộc và dễ ngủ. Hay tã thì mình mang nguyên một bọc luôn để tiện thay cho bạn. Thì Binap xài một ngày cũng khá là nhiều, cũng hơn cả chục cái. Nên mình mang luôn để một gói như thế này đi cho nó tiện. Rồi, đây là các đồ của bạn. Đồ chơi, bạn rất là thích chơi cái hộp nhạc này, có nhạc rồi nhấp nháy. Ở nhà bạn rất là thích chơi nên mình cũng mang theo luôn. Đây là nước giặt quần áo. Mình mang theo xốp ra chai nhỏ như thế này cho tiện để mình giặt khăn sữa của con và giặt quần áo của con luôn cho nó tiện. Đây là các sản phẩm này con hay dùng hàng ngày, dầu massage Chico, sữa tắm Cetaphil, kem dưỡng ẩm Cetaphil, dầu khuynh diệp, đây là dầu mà mình đang xài cho Binap. Chai này là nước rửa bình sữa và chén bát của con. Mình cũng mua chai nhỏ như thế này để mang đi cho tiện rửa bình sữa các thứ.
Tiếp theo là đồ ăn dặm của Peanut. Thì hiện tại là con chỉ ăn một ngày có một bữa thôi, nên mình đã mua những cái thức ăn dặm sẵn như thế này, cực kỳ tiện lợi luôn đó mọi người. Cái này là cháo ăn dặm của Hàn Quốc nè. Mọi người nhìn này, trên này ghi là 6, có nghĩa là dùng cho bé từ 6 tháng trở lên. Đây là cháo nè. Rồi đây là các thứ rau củ quả, hoa quả nè. Đây thì mỗi lần con ăn chỉ việc mở nắp ra và dùng. Thì những sản phẩm này là sản phẩm dùng một lần, có nghĩa là chỉ được dùng một lần ăn thôi. Cho nên nếu mà con không ăn hết thì không được sử dụng lại nữa. Mình thấy thật sự rất là tiện lợi luôn, không phải nấu nướng gì hết. Chỉ mở ra và cho con ăn thôi, cũng không cần phải hâm hay là gì hết. Rất là tiện. Không quên mang theo chén ăn dặm cho nàng. Gáo để đựng nước. Đây là hộp đồ dùng hàng ngày của con. Thì trong này có rơ lưỡi. Để mình cho mọi người xem, trong này có rơ lưỡi nè, tăm bông quấy tai, vitamin D, bông, nước muối sinh lý cho con. Mọi người thấy rõ không, nước muối sinh lý. Cái này là cái đồ hút mũi cho con. Peanut đang bị sổ mũi cho nên là mình mang theo cái đồ hút mũi cho con. Thì nếu mà mũi con mà có nhiều mũi quá thì mình sẽ hút ra. Và còn có kẹp tóc cho con. Đây. Đấy. Đây. Thì mình để trong cái hộp như thế này cho nó gọn. À, chén thì phải có muỗng. Muốn ăn dặm của con thì bạn rất là thích hai cái muỗng này. Để đây. Rồi. Quần áo của con, mình mang theo hai cái quần dài. Áo các thứ, quần áo. Đây, đồ đi biển của Peanut. Đúng là con gái, rất là nhiều đồ. Rồi, tất cả đầm cho con nữa. Các loại quần áo để sống ảo cùng với mẹ. Đây, để ở đây. Đồ ngủ của con thì mình có hai bộ. Thì hiện tại là buổi tối đi ngủ thì Peanut thường mặc slip suit như thế này, cho nên mình cũng mang luôn cho bạn hai bộ giống như ở nhà. Khăn tắm, cái khăn tắm của bạn khi mà tắm xong thì quấn bạn lại. Đây là khăn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ thì bạn thường hay đắp một cái chăn mỏng như thế này, thì mình cũng mang theo cho bạn để bạn ngủ cho nó ngon. À, cuối cùng đó là phao bơi. Cái này là phao cổ để cho bạn bơi. Đây, thì mình cũng không quên mang thêm một cái ống thổi để thổi cái phao cho bạn. Xong rồi, vậy đó là tất cả những đồ đạc mà mình đã chuẩn bị cho Peanut trong chuyến đi lần này. Hy vọng là video này mọi người có thể tham khảo để chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho bé của mọi người khi đi du lịch nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Đừng quên like và đăng ký kênh, bởi vì mình sẽ có những video mới vào thứ năm hàng tuần. Follow mình trên Facebook và Instagram nữa nha. Cảm ơn mọi người.